tới công chuyện hôm nay chim sâu bỏ con lông lấy con cu lợm làm chồng luôn rồi. Em thì em bớt cọ, anh đang ngồi tính tiền. Thôi thì mình đuổi sống rồi quên. Bây giờ có cơm ăn cơm, có cá ăn cám. Cơm ăn cơm. Có cá ăn cám. Có cá. Có cá, bây giờ có cá không? Cá. Ăn cá hả? Cá lóc. Cá lóc. Là ăn có ăn có con cá lóc bao giờ lần nào chưa? Không rồi à. Ăn giờ không? Để anh nấu ăn giờ ăn thêm một lần nữa ha. Ăn mà bây giờ làm cái dừa chấm là làm cái dừa chấm. Ăn gì cá lóc băm với bánh tráng. Ừ, à, bánh tráng là chỗ cố đó. Đó, có đâu, đầy đủ nhạc á. Bây giờ mới. Ok. Bây giờ mới. Bây giờ hả? Thời tâm. Giờ không có thằng bà có thằng bà. Có rồi đó, cho kìa. Rồi rồi nữa, hai đứa đám cưới đãi món gì? Đã là trâm hồng. Món gì vậy? Giờ là cô đồng. Rồi. Thủ ba sợ đâu quá. Có không? Giờ đã là gì nè, cái đã lẩu, đã mực, giờ đã chua chua. Có cơm không? Cái gì đã gì? Có cơm không? Có cơm chứ, ăn cơm đàng hoàng luôn. Có bánh kem nữa, chừng ngực ăn với em nữa. Ờ, hoàng cậu quýnh không? Mở cái không? Biết giờ anh đầm, đúng rồi, anh đâu có làm sao mà quýnh. Rồi chim sao đãi với món gì? Rồi cái lóc với bánh tráng. Gì nữa? Bà đàn gái đã gì nữa nè? Bánh tráng gì? Lóc bánh tráng nè, cái lóc bánh tráng là gì nữa sao? Bánh tráng. Gì nữa? Chuột sầu hút kẹo. Đúng rồi. Rồi với gì nữa? 5 món lận. Không anh đã. Đã nhiều mâm, đã nhiều mâm. Đã là ấm cưới hai đứa mình là tôi đã 15 mâm. Có thiệt không nha? Có. Có thiệt nói nha. Anh đã là anh trả luôn đó. Ai trả? Em trả. Thôi anh cưới em đã. Anh mất giả trả hả? Không, cái này chồng tự chồng bán số, chồng có tiền chồng trả. Chồng trả cái gì giả trả? Chồng trả. Thôi sao nói giả trả? Không, mình đã là đã gì nè. À, cá đuôi hồng nè. À, hồng đây. Ăn cá nướng chui nè. Rồi cá dê nè. Thịt bò nè. Có. Rồi mì cay nè. Mì xào khô nè. Quá trời món này. Rồi mì, có nói nha. Rồi mì cu cu mưng nè. Nói giáp ơi, bà con ha. Cơm nguội nè. Cá hồ đạp nè. Năm cưới mà đãi cơm nguội trời. Cá hồ quéo nè. Dữ dằn. Bắt đầu mình đãi cháo không ban đêm á. Ban đêm là đi ra ăn cháo già. Cháo già. Cháo vịt. À đúng rồi, con tôi ăn cháo vịt đúng rồi. Còn ban ngày chứ đợi em cũng đói. Mình quý bụng là không cái vụ đó nè. Này là chồng nói nghe khoa với bụng nói nha. Đó, được không? Là đám cưới đó, đám cưới của hai đứa mình là anh mời YouTube đông lắm. Qua quay luôn. Quay hai đứa mình luôn. Có bằng Hảo, có thằng Hảo không? Có, anh Hảo chứ anh Hiếu. Có luôn, làm Hiếu luôn. Có, làm dân tộc. Có hết trơn á. Hiếu làm chữ tộc á. Thì đó thì hình như bao nhiêu. Có mà hai thằng có không? Giờ mướn rồi. Luôn. Có mượn không? Có mượn. Đâm cưới, đâm cưới. À, có mà hai thằng có không? Được, con còn có đó của mà. Dạ rồi. Sao ơi? Kiên làm chú ghế phụ. Kiên làm ghế phụ ra. Ghế phụ là anh Thảo làm đi. À, không phải làm ghế phụ. Ông Kiên ghế Thảo. Là... Muốn là sĩ không? Có sĩ không? Ông mướn nữ sĩ là Phương Linh ở cho Phú. Ai nữa, ai nữa? Phú Linh chết rồi. Không phải Phú Linh. Anh nói nè. Rồi mới coi sử Phương Linh nè à. Rồi là ăn ra Lương Khanh tới là ấm tư. Nhỏ nào nữa, nhỏ gì ấm cao cao. À con là Phương Linh. Phương Linh là với còn mới chị Mai là ba chữ trớn. Vậy sao nữa, chị Mai sao cửa trán các bạn. Còn ông mướn chú Úc ba là giữ trớn. Còn chú Thanh là ấm tư, chú Thanh với Ngọc Thơ với Phương Linh là ấm tư. Chứ mình cưới nữa. Giờ là ấm cưới hai cái mình nè. Ông mới nghệ sĩ Dũng Lý nè. Giờ Lý Hải nè. Trăng trời nè. Quách Bà Tiên nè. Bữa mang tới dự tướng dữ lắm. Khán giả dữ thay dần 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 luôn. Có hả? Có hả nói nha. Hàng Thứ Tú nè. Có bây giờ cả không? Giờ thì Trắng Thành nè. Ngô Kiến Quy nè. Trường Giang nè.
Chú Tài, chú Tài là ông Bình Bội là bà Linh. Bà Linh. Bà Linh. Bà Linh. Bà Linh. Bà Linh. Chú Tài. Chú Tài. Chú Tài. Chú Tài. Chú Linh đất rồi. Mà ai nữa mà hết luôn đi. Mà hết luôn kể hết luôn. Đang trừ, đang nằm. Đông Nguyên nữa. Đông Nguyên. Rồi Đàm Vĩnh Hưng mà Đông Nguyên ở Sài Gòn đó. Mới tới giờ nào cũng bị cho chú Thanh chứ anh Hảo là làm ban giám khảo nè. Còn âm cương thì là chấm điểm. Còn em mới chị ra mời khách. Cộng em hả? Em để em còn bé bé là bây giờ là làm chơi dạp. Con còn bé bé chơi dạp. Được đó. Còn nhiệm vụ của chị Mai là chữ chén thôi. Còn của nhiệm vụ của anh đó là anh cử mướn là hàng lợi đải. Chơi dạp của Hồng Sậm. Mướn là hàng của Hồng Công. Cẩm. Hồng Cẩm. Hồng Cẩm là ở đâu? Hồng Cẩm nào? Cô Cẩm là không có. Cô Cẩm hả? Cô Cẩm nào có chơi dạp rồi? Ở đây nè. Không, chung sâu rồi đâu phải cô Cẩm. Cô Cẩm ba. Trời. 2 tháng rồi đó. Dạ hả? Nó vậy. Biết rồi. Trời vậy là bây giờ đám cưới hai đứa mình mà bây giờ em muốn đảm món gì đặt lại đồng lòng rồi đặt lại. Ai biết đâu. Có món đầu tiên đó, có món đầu tiên là món gì? Cái còn dừa. Cái còn dừa à. Mình đã vừa kia phải uống. Đã gì, đã món gì chứ món gì? Cái còn dừa. À. Rồi anh đã là canh chua hộp gà nè. Canh chua hộp gà. Dạ cá hũ béo nè. Giờ khủng hoảng một triệu nè. Cá lóc à, chui. Chui. Ờ, một món nữa. Giờ tiếp. Giờ cá lóc môi trời. Ờ, cá lóc môi trời. Giờ đã là, đã thập dịch quay nè. Có ai quay đó ba. Có cá gò không? Năm con mới đầy đủ. Năm đủ, okay. Năm con. Còn anh á, thì bắt già ngủ lông để nấu con chua. Còn em thì là nước mắm. Còn nước mắm có đầy đủ luôn rồi. Thì nó mắm phải mặn chanh mà có ớt rồi mà có ớt đầy đủ rồi. Có nó chấm ngon mà đừng muốn chua chanh nữa. Rồi bây giờ một bàn rồi, bây giờ em muốn 30 bàn em nói thì... nói coi là bà tết coi mà bà tâm không bây giờ đám cưới hai đứa mình à em muốn đã 30 bàn 30 giới nói mười năm đó rồi cứ nói đều được đúng năm rồi mà anh đã mấy năm 15 năm ờ 15 năm luôn đó 15 năm giờ anh đã 12 bàn rồi 13 cái giới dạ ông ăn không cái giới của má anh là người duyên còn của người anh cho hấp ngày là người duyên đó đúng không má anh YouTube là ngồi giới sân xấu quay cho hai đứa mình cứ lúc nào liên hôn không ai gì đó rồi cứ làm còn cái vụ người làm ông sư đi có dự người ta kêu mình nắm tay còn người ta kêu mình hôn cái nào ra đó phải nghe lời MC dẫn chương trình chứ cứ vậy bây giờ cứ về là hai đứa mình bây giờ không biết làm gì ăn đâu nữa đấy mà cái gì làm gì ăn cứ nào phải không phòng động phòng quá hả động phòng chơi chơi chuyện chửi làm coi động phòng chơi vô rồi vô đó dạ 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 sao không quỳ xuống quỳ lá đang ăn lắm ra đang đó rồi chim sâu nước bán hương đựa ơi quỳ xuống lại luôn quỳ tám qua đường Tuấn không phụ thuê vào máy phải quay vào nhau nhìn nhau vào máy mới được à, đúng rồi làm lại nè đó, đúng rồi đó rồi rồi phụ thuê vào máy đi phụ hơi lái vào báo để bán rồi người báo coi đường ra đường ngà a nó ngủ thì
đưa vào động phòng. Động phòng. Ai? Phòng đâu? Dù lứ. Rồi rồi, nắm tay vào động phòng luôn, nắm tay vào động phòng luôn. Người báo coi được. Nhất báo thiên đệ á. Nhất báo thiên đệ á. Cô ơi, rồi báo. Nhị báo coi đường. Rồi ai đó ngủ. Rồi lại đây nhất báo thiên đệ, nhị báo coi đường, cô tay giao báo. Rồi quỳ xuống đá giòn sao đâu. Ờ, đỏ. Đó, đúng rồi đó. Báo, thiên đệ. Ừ. Người báo coi đường. Phụ huynh, các bạn. Dạ, tôi ngủ. Rồi, hai đồng đồng phòng. Rồi, đúng không? Đó. Mày nói gì đến rồi đó. Rồi, bây giờ thấy ông giả nè. Rất đá thường địa bây giờ là hai cái tạ mình đó. Rồi có thể trong nay lưu ngắn gì nè. Bây giờ khơi chơi từ tạ lưu thêm nè. Còn nữa mình. Đó, bây giờ nữa nè. Đó, cứ chim sao về làm gì làm. Rồi nhưng mà ý đó là cứ về làm vậy. Anh hỏi ông câu mà biết động phòng từ đó ra làm sao không mà động phòng? Dạ. Biết động phòng ra làm sao không? Có động rồi. Không động phòng biết hữu hữu không? Có luôn. Hữu hữu thì ra làm sao đâu chứ?